À, Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một video đồ chế nữa nhé anh em. Đây Trung có ba con motor thủy lực, loại motor Orbit nhé anh em. Loại motor Orbit. Trung báo cái thông số cơ bản của nó, anh em thử cân nhắc tính toán xem ứng dụng vào việc gì nhé. Bơm này là bơm motor 290, có nghĩa là sẽ cần 290 cc ml ấy, để nó chạy một vòng. Cái đời này là cốt 30 nhé. Cốt 30 xài cho ca vét này. Đây này. Mặt bít thì cũng tiêu chuẩn bình thường thôi, tiêu chuẩn mình nhớ cái tiêu chuẩn này nó chung với mấy anh K3 hết này. Cái mô men xoắn của nó đạt tối đa là 40 kg ép khoảng trên dưới 400 Nm nhé nè. 400 Nm nhân mét tính theo đơn vị Newton hoặc là kg ép, nó có chênh lệch một ít. Con số chỉ là tương đối thôi, tại vì nó phụ thuộc nhiều vào cái áp suất mình cấp cho nó đấy. Lưu lượng và áp suất của nó thì nó đạt được 40 kg ép nhân mét ở áp 120 nhé anh em. Vòng tua thiết kế thì trên dưới 200. Đấy, anh em có những cái con số đấy có thể cân nhắc tính toán ứng dụng vào công việc gì đó, tính toán bộ nguồn, tính toán cái bơm để cần để kéo nó. Tính được cái lực kéo sau khi truyền động qua bao nhiêu lần giảm tốc, tăng tốc gì đấy, thì cái con số đó anh em tự tính giúp nhé. Mình đang bán cái món motor này thì mình báo thông số cơ bản của motor thôi. Này, hàng bãi e thông của Nhật nhé anh em. Đây, hàng bãi anh em nhìn ra là nhìn cái màu sơn như vậy, nhớt nhớt một tí thôi, bên trong xanh lét hết nhé. Chốt này cốt 30 ca vét nhé anh em. Cái con này cũng y như vậy, ba con cùng một loại nhé. Hai con này nằm cùng một trên vị trí trên máy, con này nằm ở một vị trí khác, màu sơn nó khác một tí, cái kiểu bắt ống nó khác một tí, bắt hai gian đứng, ở đây là bắt hai gian ngang, cái kiểu gian nối thôi, không quan trọng gì cả, còn lại giống hết nhé anh em. Mấy con này mình có lăn thử rồi, nhét nhét ni lông vào trong đây để không có bụi cát vào, lấy mỏ lết răng kìm răng ấy quay phát một hơi hám ngon lành, quay còn hút chân không ngon lành hết nhé. Hàng bãi mà, tất cả những con này thì đều sống hết, không có lo xác suất chết gì ở đây hết. Ba con nhé. Rồi, Trung có một cái video đơn giản như vậy đấy, một cái món đồ cũng đơn giản, anh em xem có ứng dụng vào công việc gì, chế được cái việc gì đó thì cứ liên hệ nhé. Anh em ở gần thì sắp xếp đến xem, anh em ở xa không đến xem được, có thắc mắc gì thì cứ gọi trực tiếp nhé. Kích thước này khoảng hơn gang tay nhé em. Con này thân của nó khoảng 2 tấc 3, 2 tấc 4 nhé. Cốt 30 dài 2 tấc 3, 2 tấc 4 gì này. Để anh em ước lượng được cái kích thước để vị trí gá lắp các thứ đấy. Rồi, chung kết thúc video nè.